Xin kính chào quý vị và các bạn Chào mừng các bạn đã đến với bản tin buổi sáng Hôm nay thứ Bảy, ngày 13 tháng 1 năm 2024 Minh phải cảm ơn các bạn rất nhiều Thưa các bạn, trên thị trường quốc tế Giá vàng thế giới sụt giảm mạnh rồi lại hồi về ngưỡng 2040 đô la Mỹ một ao sau khi Mỹ công bố báo cáo lạm phát tháng 12 nóng hơn dự báo. Ở trong nước, Giá vàng miếng tiếp tục tăng rất mạnh, chạm mốc 76 triệu đồng một lượng sau 10 ngày giao dịch ở dưới mốc này. Trong khi giá vàng nhẫn cũng tăng vượt mốc 64 triệu đồng một lượng. Do đó, chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới được ghi nhận ở mức 16 triệu đồng một lượng so với giá vàng miếng và 3 triệu 300 000 đồng một lượng so với giá vàng nhẫn bố số 9. Hiện, giá vàng SGC niêm yết ở chiều mua phổ biến là quanh mức từ 73 cho đến 74 triệu 600 nghìn đồng một lượng và ở chiều bán quanh mức từ 75 triệu 500 cho đến 76 triệu đồng một lượng. Giá vàng nhẫn bố số 9 niêm yết ở hai chiều mua bán cao nhất tại 63 triệu 230 nghìn đồng một lượng và 64 triệu 280 nghìn đồng một lượng. Cụ thể, vào thời điểm sáng nay, giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh niêm yết ở chiều mua vào tại mức 73 triệu 500 nghìn đồng một lượng chiều bán 76 triệu đồng một lượng tại Hà Nội giá vàng đang niêm yết ở chiều mua tại mức 73 triệu 500 nghìn đồng một lượng còn là chiều bán 76 triệu 020 nghìn đồng một lượng biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán tại SEC, 2 triệu 500 nghìn đồng một lượng cùng tại thời điểm tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết giá vàng mua vào và bán ra tại thành phố Hồ Chí Minh ở mức 73 triệu 250 000 đồng một lượng và 75 triệu 750 000 đồng một lượng. Tại Hà Nội, hiện đang có mức giá cao hơn so với tại thành phố Hồ Chí Minh khi ở chiều mua đứng tại mức 73 triệu 450 000 đồng một lượng. Còn là chiều bán 75 triệu 950 000 đồng một lượng. Biên độ chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán tại Doji 2 triệu 500 000 đồng một lượng. Vàng SJC tại PNG niêm yết giá mua vào và bán ra tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội như sau. Tại Hà Nội đang có mức giá ở chiều mua 73 triệu 700 000 đồng một lượng, chiều bán 76 triệu đồng một lượng. Tại thành phố Hồ Chí Minh cũng có mức giá tương tự so với tại Hà Nội khi ở chiều mua đứng tại mức 73 triệu 700 000 đồng một lượng và 76 triệu đồng một lượng chiều bán biên độ giao dịch chiều mua và chiều bán tại pin 2 triệu 300 nghìn đồng một lượng. Giá vàng SJC ở các tổ chức lớn và một số ngân hàng. Tại phú quý SJC, ở chiều mua hiện đang có mức giá 73 triệu 400 nghìn đồng một lượng, chiều bán 75 triệu 800 nghìn đồng một lượng tại Bảo Tiến Minh Châu ở chiều mua đứng tại mức 73 triệu 800 nghìn đồng một lượng chiều bán 75 triệu 950 nghìn đồng một lượng tại Mì Hồng SGC ở chiều mua hiện đang có mức giá 74 triệu 600 nghìn đồng một lượng còn là chiều bán 75 triệu 900 nghìn đồng một lượng tại ngân hàng Exim ở chiều mua đang giao dịch tại mức 73 triệu đồng một lượng chiều bán 75 triệu 500 nghìn đồng một lượng Giá vàng nhẫn bố số 9, vàng nữ trang. Theo đó, ở chiều mua, hiện đang niêm yết mức giá từ 24.424.000 đồng một lượng đến 62.200.000 đồng một lượng. Còn ở chiều bán, có mức giá niêm yết từ 26.424.000 đồng một lượng đến 63.300.000 đồng một lượng. Tiếp theo, mời các bạn hãy cùng theo dõi tỷ giá ngoại tệ tại thị trường chợ đen. Thưa các bạn, trong phiên giao dịch ngày hôm thứ năm tại Mỹ, giá vàng con lúc đã tụt về vùng 2014 đô la Mỹ một ao. Đây là mức thấp nhất trong vòng một tháng trước khi đóng cửa ở mức gần 2030 đô la Mỹ một ao. Giá vàng thế giới đã xoay quanh mốc 2030 đô la Mỹ từ đầu tuần, dù đương đầu với áp lực giảm sau báo cáo lạm phát do Bộ Lao động của Mỹ công bố ngày hôm thứ năm mang tới những con số nóng hơn dự báo. Theo báo cáo, chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 12 của Mỹ đã tăng hơn so với kỳ vọng, với mức tăng 0,3% so với tháng trước và tăng 3,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong cuộc khảo sát của hãng tin Dow Jones trước đó, các nhà kinh tế học dự báo CPI tăng 0,2% trong tháng trước và tăng 3,2% trong cả năm. Trong tháng 11, chỉ số ghi nhận mức giảm 0,2% trong tháng và tăng 3,1% so với cùng kỳ năm 2022. CPI cốt lõi Thước đo không bao gồm giá của hai nhóm mặt hàng có nhiều biến động là thực phẩm và năng lượng, có mức tăng phù hợp với dự báo 0,3% so với tháng trước và 3,9% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng năm là thấp nhất kể từ tháng 5 năm 2021. Dữ liệu này cho thấy lạm phát dù tiếp tục xu hướng giảm nhưng giảm chậm, còn dai dẳng. Sau khi báo cáo được công bố, thị trường đã giảm bớt kỳ vọng vào việc Cục dự trữ Liên bang Mỹ Phép cắt giảm lãi suất trong tháng 3. Vàng là tài sản không mang lãi suất nên việc phép giữ lãi suất cao hơn trong thời gian lâu hơn không có lợi cho giá vàng. Theo dữ liệu từ sàn giao dịch CME, thị trường tài chính đang đặt cược khả năng khoảng 70% phép sẽ có đợt cắt giảm lãi suất vào tháng 3. Cùng với đó, Chủ tịch Fed chi nhánh tại Cleveland, bà Loretta Mitter nói rằng sẽ là quá sớm nếu như Fed giảm lãi suất vào tháng 3. Chiến lược gia ông Philip Chable của công ty Blue Line Futuri nhận định thị trường đã có phần lạc quan quá mức về việc Fed giảm lãi suất. Ông cho rằng các phát biểu cứng rắn của quan chức Fed đặt ra câu hỏi về thời điểm và số lần cắt giảm lãi suất mà thị trường đang kỳ vọng cho năm 2024. Sau báo cáo chỉ số giá tiêu dùng CPI, tâm điểm chú ý của các nhà đầu tư đã hướng tới một báo cáo lạm phát khác là báo cáo chỉ số giá nhà sản xuất PPI Vừa được Bộ Lao động của Mỹ công bố vào đêm qua theo giờ Việt Nam. Theo đó, thực tế cho thấy, Bộ Lao động của Mỹ cho biết chỉ số giá nhà sản xuất PPI đã giảm 0,1% so với tháng trước, sau khi điều chỉnh mức giảm 0,1% của tháng 11. Báo cáo lưu ý rằng trong 12 tháng qua, lạm phát của nhà sản xuất đã tăng 1%, giảm mạnh so với ước tính đồng thuận là mức tăng hàng năm 1,3%. Trong khi đó, chỉ số giá nhà sản xuất PPI cốt lõi, loại trừ giá thực phẩm và năng lượng dễ biến động, không thay đổi trong tháng thứ ba liên tiếp. Trong năm, PPI cốt lõi tăng 1,8% trong cùng kỳ, thấp hơn ước tính của tháng 11 và các nhà phân tích lần lượt là 2% và 1,9%. Sau thông tin này, giá vàng đã tăng vọt qua mốc 2.060 đô la Mỹ một ao. Trong ngắn hạn, thị trường vẫn đang ghi nhận áp lực bán chốt lời đối với vàng sau khi giá tăng mạnh vào cuối năm 2023. Giá vàng hiện nay vẫn đang giao động ở trên ngưỡng 2.000 đô la Mỹ một ao và cần thêm thời gian để bứt phá xa lên trên khỏi ngưỡng này. Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý, đà giảm của kim loại quý đã được hạn chế nhờ nhu cầu trụ ẩn an toàn do lo ngại rủi ro địa chính trị và thương mại tăng cao. Nhu cầu của các ngân hàng trung ương và nhu cầu đa dạng hóa danh mục của các nhà đầu tư. Quỹ giao dịch hoán đổi ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR tiếp tục bán dòng trong phiên ngày hôm thứ Năm với lượng bán dòng 1,15 tấn vàng. Giảm khối lượng nắm giữ chỉ còn 863,84 tấn. Trong năm phiên trở lại đây, quỹ đã có 3 phiên bán dòng và không mua dòng phiên nào. Tổng mức bán dòng là hơn 10 tấn vàng. Thưa các bạn, những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin buổi sáng hôm nay thứ bảy ngày 13 tháng 1 năm 2024 trên kênh của Minh Phát đến đây cũng xin được khép lại. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này nhé. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo.